Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip nha anh em. Đây là một cái cục máy quay alpha 100 của một anh cũng ở gần mình nha anh em. Cũng gần mà mình chưa hỏi địa chỉ ở đâu. Thì anh ấy đang dọn xe thì cặp lóc anh ấy đem đi sơn rồi. Đó, anh để cục máy ở đây cho mình làm. Anh xài đồ hàng VIP không nha anh em. Đó, quá trời VIP luôn. Ủa sao ở đây có hai cái nịch vậy? Rồi, dọn xong chiếc xe này là cái bóp của anh trai này chắc là còn cái nịch luôn quá. Trời ơi. Nói chung á thì ảnh muốn chiếc xe mình tốt thôi nên là xài đồ tốt. Đó, thì hôm nay quay cái clip này để cho anh chủ xe xem và cho các bạn tham khảo. Đó là xe muốn tốt, xài đồ ok là như thế nào nha anh em. Đó, quay clip chơi nè. Đó. Rồi bây giờ là trước tiên là thấy gòn này ha, full gòn chính hãng, hơi bị mắc tiền luôn nha anh em. Đó, hơn nửa triệu nha anh em, tính luôn Ford này kia luôn ha. Đó, hơn nửa triệu nha. Đó thì xài ảnh muốn tốt cho cục máy của mình nên là xài gòn full chính hãng Ford nè, bộ Ford là chính hãng Honda luôn nha anh em, sơn cam, thay sơn cam chính hãng Honda luôn. Đó, chính hãng luôn. Đó, còn cái lốc này thì ảnh mua qua cho mình, lốc ếch của em nha anh em. Thì xe này hiện tại á là cái này á là mình để ở ngoài, tại vì á là khi mình làm cái lốc bên này á mình phải đem cái lốc này theo để cho những anh em thợ tiện người ta lắp vào đó thử xem dên này kia có đụng không nữa, người ta móc lốc ví dụ như vậy. Đồ mới mà mình phải chắc ăn thôi. Thì cái dên do xài dên 110 đó, 110 bơm nhất rồi nên á là cái lốc này chúng ta sẽ đi gia công lại, chế ốc bánh đỏ này kia nghe anh em, chế ốc bánh đỏ vớt lốc. À, vớt lốc để khi dên vô cho đừng có bị đụng này kia nghe anh em. Thì nói chung đạn số anh chủ xe là thay hết, hồi nữa mình sẽ lấy cảo mình cảo mấy cái bạc đạn này ra ha. Đó rồi, đây là cái ốc bánh đỏ nằm đây nè để đỡ sinh cam ha. Rồi xong cái lốc này, đồ mình chưa rửa nghe anh em. Đó, sáng sớm là mình lấy đồ về quay clip cho anh em xem. Rồi thì đầu anh trai gỡ trong cái lốc ra để đây cho mình nè, hồi mình sẽ rửa sạch cho anh trai nha. Rồi bây giờ quay tới phần làm đồ ha. Anh trai này á thì lúc trước anh trai đã đi cam 6 ly rưỡi rồi. Đồ của anh trai nè, cam 6 ly rưỡi móc mắt bê tông rồi nghe anh em. Móc mắt bê tông rồi. Cam 6 ly rưỡi thì cái cam có anh trai, bây giờ mình thay lại cặp bạc đạn. Đó, hiện tại là đang sử dụng là đạn Kuyo, ở bên này Kuyo nghe anh em. Còn ở bên này là NTN ha. Đó, tại vì anh trai á là muốn xài đạn Kuyo hoặc NTN. Đó, nhiều khi không có thì sẽ xài đạn Nachi nha anh em. Rồi cái cam á thì vẫn sử dụng lại cái cam mà 6 ly rưỡi của anh trai, tại cam còn được. Nếu mà cái cam còn được có nghĩa là cặp cò còn ok nha anh em. Rồi cái đầu á thì anh trai á là mình làm theo cậu nha anh trai, khi mình phá chảo xúc bắp magic, hai xúc bắp magic nè anh em thấy không? Rất là nhẹ nhàng nha anh em. Rất là nhẹ nhàng phá chảo xúc bắp magic. Ha. À, rồi, ok. Còn lòng á thì sấy lên. Đó. Trái 110 nè anh em, trái 110 ha, dẫn móc mắt bê tông đó cho anh trai, bạc bê tông tốt luôn nha, ác bê tông rồi nè, cắt đuôi nha, tại vì dên 110 rút tay ghim thì anh em phải cắt đuôi không thôi đụng máy dên. Rồi ok, qua phần tới phần cây dên thì phần cây dên này á, là của anh trai mua cái máy dên lại, hai bên máy dên đó dưới cái tay dên đó lại cho qua bên mình gáp vào nghe anh em, hàng xịn nghe anh em. Rồi cặp bạc đạn á, bên mình á thì do cô vô á là không có nên là xài Nachi cho anh trai ha. Rồi ok, còn cái nhông thì á là mình sẽ lấy cái nhông thì ở cây dên gin đem qua nghe anh em. Đó, cảo cái nhông thì ở bên dên gin đem qua đây là xong phần cây dên. Rồi cái bố lá nồi thì anh trai yêu cầu mình là xài bố lá chính hãng và lá phíp chính hãng, thì mình có đi vớt hai cái đế nhôm này lại đây, hai đế nhôm đó vớt lại nha, xài lâu rồi hai cái đế nhôm này nó sọc bắt buộc phải vớt và canh lại, vớt luôn bốn cái chân này luôn nè anh em thấy không. Đó, bố lá chính hãng, đó bố lá chính hãng nha, không phải đồ tào lao mấy tay nha anh em. Đây đó, anh em thợ nhìn là biết liền. Rồi ok, về cái phần này xong ha, lá phíp chính hãng luôn, chính hãng Honda ok. Rồi qua phần cái bố ba càng á thì mình anh trai yêu cầu mình á, là dán bố ngoài, bố tốt thì anh em cũng đã biết rồi, anh em xài xe muốn bắt thì phải xài bố ở ngoài thôi, bố chính hãng á, thì nó không có bắt hung, nó chỉ được độ giãn thôi đó, thì dán bố tốt nhất ở ngoài đó. Chuông thì cũng theo năm tháng thì nó cũng đã sọc thì mình vẫn phải vớt lại đó. Cái bơm nhớt này là của anh trai đem lại đó, mình chỉ mua thêm ba con ốc này thôi để bắt bơm nhớt vào. Rồi ok,
đạn. Thì đạn số anh trai yêu cầu mình là xài Nachi hoặc của cô vô hoặc NTN đó, nhưng không có thì xài Nachi đỏ. Thì ở đây là được ba cái đạn số của cô vô đó, đây đây ba cái đạn số của cô vô ha. Rồi thì nói chung là cái bạc đạn này thì của Nachi, tại vì cô vô không có loại này thì xài Nachi chen vô. Rồi ok, về cái phần cái chuồng heo sau này thì lúc đầu anh trai lại chưa có đem xe lại kêu mình là tán cao su nồi, nhưng lại mình kiểm tra thì cao su nồi không thành vấn đề, nó chưa có bị gì hết trơn nghe anh em, nó chưa bị lắc này kia nên là mình không có tán cao su nồi nghe anh em. Nhưng mình khi mình gã ra mình có làm dấu nè anh em thấy không đó, làm dấu cái gì để là khi mà mình gáp vào nó đừng có hú. Nhưng mà cũng hên xui nhiều khi á là chiếc xe đang chạy không hú, nhưng anh em làm dấu cỡ nào đó, khi mà mình gỡ ra rồi đó, thì mình gỡ ra rồi bắt đầu á, là mình rửa này kia bắt đầu đút vô hú anh em. Cái này á là chủ xe phải chịu, chứ những anh em thợ người ta đã làm kỹ dữ lắm, kỹ rồi đó, cái này là mình không có chịu trách nhiệm về cái phần hú đó, tại vì mình đã kỹ mình làm dấu nè anh em thấy không đó. Thì cái dấu này á thì nó tương đương với cái găng chữ C ở chữ V ở trên đây đây, luôn lúc nào cái nồi ghim cũng có chữ V nè anh em thấy không đó, thì nó tương đương cái bên cái găng chữ V bên đây thì nó sẽ bắt vô chân cái chỗ làm dấu của mình nha anh em đó. Thì mình đã kỹ rồi, còn hú là mình không có chịu trách nhiệm. Rồi ok, thì mình mở ra thì mình cũng kiểm tra heo số đồ cho mà anh chủ xe thì vẫn còn ok đó. Cạn cua là nhiều anh em tập làm xe tại nhà gọi là cạn cua nghe anh em đó, còn thợ mình gọi là cần lừa đó, không có bị mòn không có gì hết ha. Chung kiểm tra cho anh chủ xe hết thì dọn dẹn là đồ chủ xe là có như vậy đó. Thì quay cho anh chủ xe xem như thế nào ha đó. Thì anh chủ xe này cũng thoải mái này kia thì mình cũng làm theo yêu cầu thôi đó, mình xài đúng đồ đó, đúng đồ này kia nghe anh em. Nói chung là đồ sau thì nói sao lúc anh trai mua lại là không có cái nhông bơm này, nên là mình cũng đã mua thêm cái nhông bơm và cái bi gài nghe anh em đó, cái chốt gài này sẽ gắn vô đây để nó gài, đừng có cho cái nhông này chạy nha anh em, mình đã mua thêm đó. Rồi ok, thì cục máy của anh trai này như vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi cạo bạc đạn, cạo gon rửa sạch sẽ cho anh trai đó, cạy mấy cái phốt này kia ra bỏ hết để thay phốt chính hãng mới nghe anh em. Rồi quay clip cho anh chủ xe xem đó, và cho anh em xem á, cái này là rất là bền. Đó, của bền do người nữa nghe anh em, chứ không phải là mua đồ mắc tiền gì là bền nha anh em. Nhiều khi mà xài anh em mà thay nhớt không đúng định kỳ, anh em cứ để gần cái năm trời thay nhớt thì cũng thua luôn nghe anh em. Rồi đó, quay clip cho anh chủ xe xem tham khảo và anh em xem tham khảo đồ như thế nào ha. Rồi vấn đề xe anh em liên hệ trang fanpage dưới phần mô tả video này, hoặc từ đầu clip mình có để địa chỉ thì anh em nhấn cái địa chỉ trên Google Maps sẽ ra số điện thoại địa chỉ anh em ở gần đi tới nơi luôn nghe anh em. Rồi ok, tạm biệt anh em nha.